Trọng kính Đức Tổng Giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trọng kính quý Đức cha, đặc biệt trọng kính Đức cha Gioan, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Kính thưa quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Ngày hôm nay chúng ta tham dự thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc của Đức cha Gioan. Có lẽ anh chị em đều nhận thấy một cái bầu không khí hết sức đặc biệt. Các đức cha, các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân vẫn chưa đầy cái nhà thờ Chính tòa Xuân Lộc này. Bình thường thì ngày lễ nhận chức, nhận sứ vụ của một giám mục chính tòa như tại giáo phận Xuân Lộc này, thì anh chị em có thể tưởng tượng cái quang cảnh có thể nói là hoành tráng, đông đảo, vĩ đại như thế nào. Ngày hôm nay COVID nó ngăn chặn tất cả chúng ta. Có lẽ ngày hôm nay cái bầu không khí nhận sứ vụ của Đức cha Gioan còn thua ngày lễ nhận chức chánh sứ của quý cha nữa. Thậm chí là cái bùn la bằng giấy thôi mà cũng chưa về tới nữa. COVID làm đảo lộn tất cả mọi sự, và chúng ta buộc phải cử hành trong cái sự giới hạn. Nhưng mà thưa anh chị em, tôi suy đoán điều này không biết có đúng không, mà tôi nghĩ là đúng. Ngày lễ nhận sứ vụ được tổ chức âm thầm như thế này, cái sự chuyển giao trách nhiệm mục tử từ đức cha tiền nhiệm Giuse sang đức cha kế nhiệm Gioan có lẽ cũng lại phù hợp với ý của hai đấng không? Tôi nghĩ chắc là hai đấng có khi cũng thích. Đức cha Giuse đã mãn nhiệm cái sứ vụ của mình tại giáo phận Xuân Lộc này. Ngài là con người của linh đạo, con người noi gương Thánh Giuse, cho nên có lẽ Ngài cũng muốn rút lui âm thầm. Anh chị em biết, ngày 27 tháng 3 sắp tới đây, còn có 3 tuần nữa thôi, là ngày Ngài kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục. Ngài có thể để sau cái ngày đó cử hành lễ Kim Khánh tạ ơn trang trọng, rồi sau đó Ngài chuyển giao trách nhiệm lại cho Đức cha Gioan cũng được vậy. Nhưng mà có lẽ Ngài trốn những cái lời chúc mừng, những cái sự vỗ tay, những sự trang trọng, cũng như Thánh Giuse ngày xưa đã phục vụ âm thầm, rồi Thánh Giuse rút lui vào bóng tối về với Thiên Chúa lúc nào chúng ta không biết nữa. Cho nên hôm nay Đức cha Giuse cũng muốn chấm dứt cái sứ vụ của mình trong cái sự âm thầm giới hạn thôi. Còn Đức cha Gioan, Ngài đã chọn cái lý tưởng là tựa sát vào lòng Chúa, nép vào lòng Chúa, cho nên Ngài càng muốn âm thầm hơn nữa. Tôi suy đoán như thế thì tôi nghĩ chắc không có sai lắm. Và thưa anh chị em, sự âm thầm, sự lặng lẽ, đó là điều cần thiết thôi. Bởi vì để xây dựng giáo hội, xây dựng dân Chúa thì không phải là cái công lao của chúng ta, mà là do quyền năng của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đang thực hiện cái kế hoạch cứu độ của Ngài trong lịch sử dân Chúa ngày xưa cũng như trong lịch sử giáo hội bây giờ. Khi David được yên hàn, nhà cao cửa rộng, David muốn làm cho Thiên Chúa một ngôi nhà. Không lẽ mình ở trong cái nhà bằng gỗ bá hương sang trọng thế này mà giao ước của Thiên Chúa, hòm bia giao ước lại phải được để trong cái lều tạm bợ. Chuyên giao ước đó cần phải có một ngôi nhà. David mong ước xây cho Thiên Chúa một ngôi nhà, ngôi nhà để đón hòm bia giao ước. Nhưng mà qua miệng tiên tri Nathan
Thiên Chúa nói thế này: không phải ngươi sẽ xây nhà cho ta, mà chính ta sẽ xây nhà cho ngươi. Ta sẽ xây cho ngươi một triều đại vững bền. Và từ đó Thiên Chúa cứ âm thầm lặng lẽ thi hành cái kế hoạch cứu độ của Ngài. Để rồi cuối cùng Ngài đã cho ông Giuse, Thánh Giuse được sinh ra là người con của David, và Thánh Giuse kết bạn với Đức Mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu. Và như vậy triều đại của Đấng Cứu Thế của Chúa Giêsu sẽ trường tồn. Không phải ngươi xây nhà cho ta, mà ta sẽ xây nhà cho ngươi. Cái lời hứa của Thiên Chúa gợi lên cho chúng ta một cái lời hứa khác, lời hứa của chính Chúa Giêsu. Giêsu hứa với Thánh Phêrô: con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền năng hỏa ngục sẽ không thể nào khống chế được giáo hội. Giáo hội qua các thời kỳ trường tồn bền vững cho tới ngày hôm nay là do quyền năng của Thiên Chúa, do cái sự trung tín của Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Ngài. Nhưng mà Ngài cũng muốn nhờ tới một cái cơ chế của giáo hội, đó là cái sự kế vị các thánh tông đồ. Qua các thời đại, các giáo mục được kế vị cái trách nhiệm mục tử của các thánh tông đồ. Tôi sinh ra người miền Bắc, nhưng mà lớn lên tại giáo phận Xuân Lộc này. Và khi đi tu thì được đi tu trong địa phận Xuân Lộc, cho dù lúc đó chưa có thành lập giáo phận Xuân Lộc. Khi tôi bắt đầu đi tu vào chủng viện thì vẫn còn đang thuộc về tổng giáo phận Sài Gòn. Mà từ năm 1965 thì giáo phận được tách ra. Và từ đó cho tới hôm nay, có thể nói giống như Đức cha Gioan, giống như các đức cha liên hệ, rồi Đức cha Bùi Chu đây, Đức cha các đức cha Bà Rịa, thì chúng tôi lớn lên từ trong giáo phận này. Chúng tôi thấy được cái sự liên tục phát triển của giáo phận Xuân Lộc từ khi thành lập vào năm 1965 cho tới hôm nay. Nhờ các vị mục tử của giáo phận nhiệt thành trong sứ vụ, cho nên giáo phận đã không ngừng lớn lên, đã phát triển nhanh, mạnh và vững chắc để chúng ta có được một giáo phận Xuân Lộc như ngày hôm nay. Năm 1965, Đức cha Giuse Lê Văn Ấn, giáo mục tiên khởi, đã bắt đầu khởi công xây dựng giáo phận này. Ngài đã xây dựng những cái nền móng trong đời sống đức tin của dân Chúa và những cái cơ sở vật chất cần thiết để có những cái nơi sinh hoạt, đào tạo các tầng lớp dân Chúa. Rồi sau đó Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Lãng, người đã xây dựng giáo phận này trong cái thời kỳ khó khăn. Người đã xây dựng giáo phận trong cái bóng dáng của thập giá, biết bao nhiêu những sự khó khăn hy sinh trong cái triều đại của Ngài. Nhưng mà Ngài vẫn trông cậy Chúa, con trông cậy Chúa. Cái thời của Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, bắt đầu xã hội đã có những cái sự mở mang rộng rãi hơn, cho nên Đức cha Phaolô Maria đã xây dựng giáo phận bằng cách nhấn mạnh hơn tới việc đào tạo đức tin trong lĩnh vực giáo lý, rồi đào tạo đặc biệt qua những cái cuộc tổ chức tĩnh tâm và chuẩn bị để tách rời giáo phận Bà Rịa, bởi vì giáo phận Xuân Lộc đã phát triển rất là đông. Sau đó thì sau khi đã chia giáo phận Bà Rịa rồi thì giáo phận Xuân Lộc này vẫn còn hơn 800.000. Và tới thời Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, có thể nói là một cái khởi đầu mới, là tiếp tục xây dựng các cơ sở vật chất cho giáo phận để có nơi đào tạo hàng linh mục, tu sĩ, giáo dân. Sau khi đã có những cơ sở cần thiết, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo đã
hướng toàn thể dân Chúa vào trong lĩnh vực đào sâu cái việc đào tạo thiêng liêng. Và Ngài đã để lại cho giáo phận Xuân Lộc chúng ta đây một cái dấu ấn đặc biệt, đó là cái linh đạo của lòng thương xót. Ngài ao ước tất cả chúng ta, từ cá nhân, gia đình, cộng đoàn giáo xứ và toàn thể giáo phận, trở thành lãnh địa của lòng thương xót. Và hôm nay Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân tiếp nối cái di sản mà quý Đức cha đã xây dựng. Gia sản ngày hôm nay Đức cha tiền nhiệm Giuse trao cho Đức cha Gioan, đó là cả một giáo phận rộng lớn, 1 triệu giáo dân, rồi 500 linh mục đang làm việc, chưa kể gần 200 linh mục dòng, 2.000 tu sĩ, 274 chúng sinh đang học trong đại chủng viện. Và chúng ta không thể tưởng tượng được là mỗi một năm, có những năm thì 50 linh mục, có những năm 40 tân linh mục được phong chức. Thưa anh chị em, đó là cả một cái gia sản Đức cha Giuse trao cho Đức cha Gioan. Nghe thấy những con số đông đảo của các tầng lớp dân Chúa của giáo phận Xuân Lộc này, có lẽ ai cũng sợ. Sợ bởi vì rất là đông và rất là mạnh mẽ như thế. Chắc là Đức cha Gioan cũng cảm thấy sợ. Nhưng mà anh chị em nghĩ sao? Đức cha Gioan có sợ không? Tôi nghĩ Ngài không sợ đâu, bởi vì Ngài có võ. Tây quân đô mà đai đen đệ thất đẳng thì là nhất rồi, mà nhất là người chân dài nữa thì đá khỏe lắm. Nên tôi nghĩ Ngài không sợ đâu, Ngài có sức khỏe dẻo dài. Nhưng mà đai đen cũng chẳng ăn thua gì hết, võ chẳng ăn thua gì hết. Cái sức mạnh thể lý không thể nào mà làm cho giáo phận được phát triển được. Ngoài cái sức mạnh thể lý đấy, Ngài có một cái sức mạnh khác, đó là sức mạnh thiêng liêng. Ngài đã tựa sát vào lòng Chúa rồi, để cho Chúa Giêsu lớn lên, Chúa Giêsu hoạt động trong con người của Ngài. Và chúng ta tin chắc chắn rằng dưới sự bầu cử của Thánh Giuse là bổn mạng của giáo phận Xuân Lộc này, chắc chắn Ngài sẽ làm cho cộng đoàn dân Chúa này được lớn lên, được sống đức tin theo gương của Thánh Giuse. Mà đức tin của Thánh Giuse là gì? Là một người âm thầm phục vụ mà lắng nghe lời Chúa để rồi thi hành ý Chúa. Cái sự công chính của Thánh Giuse nó nằm ở chỗ là lắng nghe lời Chúa và thực hành lời Chúa. Thánh Giuse lúng túng không biết xử làm sao khi thấy Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu. Ngài tính lìa bỏ Đức Mẹ nhưng mà không dám tố cáo. Nhưng mà đang khi tính lìa bỏ như thế thì Thiên Thần Chúa đã hiện ra báo mộng cho Thánh Giuse: hãy đón nhận Maria về nhà để làm vợ, bởi vì Maria đã mang thai là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thánh Giuse đã trỗi dậy ngay đang đêm, thực hiện ngay đón mẹ Maria về nhà mình. Và điều ấy được kể cho Giuse như là người công chính. Cái sự công chính thánh thiện của Thánh Giuse hệ tại ở chỗ làm theo ý của Thiên Chúa. Mà trong đời sống của tín hữu, của dân Chúa, điều ấy hết sức quan trọng. Chúng ta nhớ là có lần Chúa Giêsu nói về cái dụ ngôn về ngày tận thế. Chúa nói thế này: cái ngày ấy, cái ngày tận thế, có nhiều người sẽ đến trước mặt ta và sẽ nói rằng: lạy Thầy, con đã nhân danh Thầy, con đã trừ quỷ. Nhân danh Thầy, con đã làm phép lạ. Nhân danh Thầy, con đã nói tiên tri. Toàn những chuyện lớn. Tưởng rằng Chúa khen, nhưng mà cuối cùng, anh chị em vẫn nhớ không? Chúa nói làm sao? Hãy lui ra khỏi mặt ta. Tại sao vậy? Ngươi làm bao nhiêu chuyện lớn, mà có cái chuyện quan trọng nhất mà ngươi quên, ngươi không làm. Đó là nghe lời Chúa và thực hành lời Chúa. Ngươi xây nhà ở trên cát,
Thánh Giuse là người đã thi hành lời Chúa, cho nên tất cả cộng đoàn của chúng ta noi gương Thánh Giuse. Chắc chắn là ngày tận thế chúng ta không thể kể công với Chúa, lạy Chúa, nhân danh Chúa con đã xây nhà thờ, nhân danh Chúa con đã xây nhà mục vụ, nhân danh Chúa con đã thiết lập bao nhiêu cộng đoàn, con đã xây nhà bác ái, con đã tổ chức bao nhiêu sinh hoạt, bao nhiêu đoàn thể, bao nhiêu cuộc rước. Lúc đó trước mặt Chúa tất cả những chuyện đó trở thành vô nghĩa. Cái điều mà Chúa sẽ hỏi chúng ta: ngươi có nghe lời của Thiên Chúa và thực hành lời Chúa hay không? Đó chính là cái cốt lõi của đời sống một người tín hữu, một người môn đệ của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta tin rằng dưới sự dẫn dắt của Đức Cha Gioan, cộng đoàn dân Chúa tại giáo phận Xuân Lộc này noi gương Thánh Giuse, nhờ lời cầu bầu của Thánh Giuse, chúng ta trở thành những người môn đệ đích thực của Chúa. Cộng đoàn dân Chúa xin chúc mừng Đức Cha Gioan trong ngày khởi đầu sứ vụ này, và chúng tôi cầu chúc cho sứ vụ của Đức Cha được gặt hái một mùa màng với nhiều cái hoa trái, bởi vì cái mảnh đất này còn đang rất là rộng, còn cả 4 triệu dân ở trên vùng đất Đồng Nai này, một cái cánh đồng rất lớn được trao cho Đức Cha và trao cho mỗi người chúng ta. Xin cho mùa lúa của giáo phận Xuân Lộc được trổ sinh hoa trái dồi dào. Amen.